Chào cả nhà, nếu cả nhà muốn tìm một chiếc xe chính hãng, xe cũ chính hãng, yên tâm về mức độ bảo hành, yên tâm về lịch sử sử dụng, yên tâm về kiểm tra cấn đụng và yên tâm về phần dàn gầm không lỗi bất kỳ cái gì hết, và muốn mua một chiếc xe cũ như một chiếc xe mới nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố của xe mới thì hãy đến đại lý của Khanh, đảm bảo những cái yếu tố này cho tất cả anh chị em đang theo dõi video. Khanh muốn giới thiệu cho gia đình mình một chiếc xe đã qua sử dụng, còn bảo hành mà chỉ đi 800 km. Có tin không ạ? Hãy cùng Khanh tìm hiểu xem chiếc xe này là chiếc xe nào nha. Đây, giới thiệu với tất cả anh chị em đang theo dõi video một chiếc xe đã qua sử dụng 2019, 800 cây. Một chiếc xe gọi là trùm mền và một năm đi 400 km. Gia đình mình mua xe này về gần như 99% có thể gọi chiếc xe này là chiếc xe mới. Tại vì nếu mà gia đình mình mua một chiếc xe mới đã qua sử dụng thì chạy vòng vòng cũng hết mấy trăm cây số thôi. Còn chiếc xe này 2 năm mà chỉ có 800 km. 800 km, lát nữa Khanh sẽ cho anh tất cả anh chị em mình coi phía trong đồng hồ như thế nào. Lịch sử bảo dưỡng rất là rõ ràng. Đầu tiên Khanh giới thiệu Hyundai Kona phiên bản turbo hộp số 7 cấp ly hợp kép. Đây là cái phiên bản cao nhất của nhà Kona, trang bị đầy đủ các tính năng an toàn, khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, phân phối lực phanh điện tử, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, rồi cửa sổ trời. Rất rất nhiều. Bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu nha. Tất cả các phần nước sơn trên xe là đều zin hết, chưa đụng gì hết. Chiếc xe này chỉ có chùm mền thôi. Dạ. Về phần đèn, cái phiên bản turbo là xe được trang bị là cụm đèn LED, sẽ cho công suất tốt hơn đèn halogen của phiên bản tiêu chuẩn rất là nhiều. Nhưng một số anh chị em mua xe tại chỗ Khanh vẫn rất là có nhu cầu muốn nâng cấp lên bộ đèn cao cấp hơn, bám đường tốt hơn, thì Khanh đang khuyến mãi bộ đèn laser cho khách hàng mua xe tại chỗ Khanh, giá 10.500.000 chỉ còn 8.500.000 thôi. Bộ đèn laser sẽ cho một cái công suất tốt hơn rất là nhiều. Đối với phiên bản turbo sẽ có cho mình là cảm biến gốc. Đây, các cảm biến gốc giúp cho gia đình mình khi mà lái một chiếc ô tô mới mua về, mình chưa quen thì hoàn toàn có thể tự tin bằng cái việc là chúng ta sẽ kiểm soát cái khoảng cách đầu xe tốt hơn. Đây là cảm biến gốc, cảm biến khoảng cách phía trước giúp cho mình canh cái khoảng cách so với vật cản phía trước. Gia đình mình đi đường kẹt xe sẽ hoàn toàn yên tâm. Về bánh xe, giới thiệu với gia đình cái chiếc xe mà đi 800 km thì cái bánh xe nó còn gai cỡ nào ạ? Như một chiếc xe mới đập thùng. Đây, bánh xe nguyên bản nha. Bánh xe của mình là tuần 38 của năm 2019. Đây, vỏ đi theo xe nè. Chiếc xe 800 km, mình sẽ coi giúp giùm Khanh là các cái gai trên gai vỏ nè. Đấy. Rồi, giới thiệu với gia đình phần đây là phần bên hông xe. Đối với xe Hyundai Kona, gương hậu là gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ và có sấy mặt gương. Đối với phiên bản turbo thì sẽ có cho gia đình mình thêm là cảnh báo điểm mù. Cảnh báo điểm mù là vị trí này. Gia đình mình coi giúp giùm Khanh. Đây là hệ thống cảnh báo điểm mù. Khi có vật cản thì nó sẽ báo lên phần đèn ở phần gương, giúp cho mình kiểm soát là mình sẽ chờ chiếc xe chạy song song đi qua, hoặc là khi mình ve từ trong nhà ve ra thì nó sẽ cảnh báo người đi đến, các phương tiện chạy đến, mình sẽ dừng lại chờ cho người ta đi qua. Đối với xe của bên Khanh bán ra thì Khanh thường khuyên các khách hàng nâng cấp thêm một tính năng mà bên Khanh sẽ có và rất là hay, đó là khi bấm lóc cửa trên tay nắm thì phần kiến này chưa chạy lên nó sẽ tự động chạy lên luôn, và gương hậu sẽ tự động xếp lại. Trong quá trình sử dụng một chiếc ô tô thì mình sẽ hoàn toàn tự tin, hoàn toàn thoải mái. Chúng ta không cần phải suy nghĩ là kiến này có bấm chạy lên chưa. Mình tập thói quen làm biếng á. Đối với xe Kona phiên bản này thì nó sẽ có cửa sổ trời cho mình. Đây là chiếc cửa sổ trời. Gia đình mình nhìn phần sơn hông giúp giùm Khanh. Đây là sơn nguyên bản luôn. Sơn này là nguyên bản, chưa làm gì hết. Bốn bánh xe là còn nguyên zin. Đây là cái phần đuôi xe.
mình đi một vòng thử. Xe được trang bị sẵn là camera gear, cảm biến gear. Camera gear của xe Hyundai thì sẽ xoay theo góc lái, lắc nữa vào phía trong thì bên Khanh sẽ giới thiệu cho mình một chiếc xe xoay theo góc lái là như thế nào. Còn tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này, nếu gia đình mình đi đường trường thì khoảng 6 lít, nếu gia đình mình đi đường thành phố thì khoảng 9 lít cho 100 km chạy. Một cái mức tiêu hao nhiên liệu rất là thấp cho xe SUV cỡ nhỏ gầm cao để mình đi trong đô thị. Và chiếc xe này nó gầm cao, thành ra gia đình mình đi trong đô thị rất là thoải mái, không vướng ổ gà nè, không lo vấn đề là ngập nước mà nửa bánh xe. Rồi, gia đình mình đi bên hông giúp giùm Khanh để coi hết độ đồng màu, cái chất của chiếc xe này 800 km. Có thể là nhiều anh chị nói là Khanh nói láo, xe này 800 làm sao 800 km được, nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra. Và gia đình mình có thể kiểm tra lời nói của Khanh sai một lời, đền cho quý vị. Rồi, gia đình mình coi một vòng giúp giùm Khanh. Rồi, trước hết thì Khanh sẽ giới thiệu cho mình phần capo nó như thế nào nha. Đây, chiếc xe mới vừa đem về. Gia đình mình coi phần máy. Phần máy này nguyên bản chưa làm gì hết luôn, xe đậu không à, chỉ có đóng bụi thôi chứ không có làm gì hết ạ. Đây mình coi các con ốc 7 màu giúp giùm Khanh nha. Rồi, ốc 7 màu nó yêu gì đâu á. Rồi các cái chi tiết. Khanh nghĩ chiếc xe này nếu mà gia đình mình muốn xem thì nên ghé đại lý giúp giùm Khanh, tận mắt chứng kiến, tận mắt sờ, tận mắt nhìn, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đây các chi tiết trên cửa và bây giờ Khanh giới thiệu với mình là các chi tiết trên cửa ngay ghế tài xế. Đây gia đình mình coi giúp giùm Khanh, bên đây. Rồi các chi tiết cửa ngay ghế tài xế gia đình mình coi giúp giùm Khanh nha. Phần cửa, táp bi cửa nè, như một chiếc xe mới. Các cái siêu nè, các cái siêu trên cửa nếu anh chị nào mà đem về thì mình lột giúp giùm Khanh nha. Siêu nguyên zin từ nhà máy luôn á. Đây là hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cân bằng điện tử, phân phối lực phanh điện tử. Đây các cái siêu nè, các cái siêu này nè thì gia đình mình đem về lột giùm Khanh nha. Đây 800 km thì nó hơi quá chút xíu, nó chỉ có 762 km thôi. Đây là phần vô lăng. Vô lăng của mình thì bọc da. Đây là vô lăng bọc da nè. Gia đình mình coi như một cái vô lăng đập thùng á. Các cái chi tiết trên vô lăng nè. Đây, các chi tiết nè. Rất là chuẩn như một chiếc xe đập thùng. Ga tự động cruise control nè. Rồi hệ thống đèn gạt mưa tự động nè. Hệ thống đèn tự động nè. Rồi bây giờ mình sẽ xem tiếp là ghế lái. Ghế lái như thế nào? Đây ghế lái Khanh cho gia đình xem. Đây phần ghế của mình nha. Xe được sản xuất là năm 2019. Đây năm sản xuất 2019. Phần nội thất phía trước. Đây Khanh cho mình coi các cái chi tiết cửa nè. Đây các chi tiết cửa. Rồi mình coi ghế sau giúp giùm Khanh. Đây các chi tiết cửa. Đây, mình coi phần táp bi cửa. Rồi các cái chi tiết ngay nách cửa nè. Khanh muốn cho gia đình xem thật kỹ chiếc xe này để anh chị có thể hình dung là độ mới của chiếc xe này như thế nào, chứ không phải giống như lời khoác lác hoặc là một chiếc xe quay công tơ mét lại. Đây cái ghế sau nó mới, chưa có ai ngồi luôn á, mới gì đâu luôn.
Đây các siêu từ nhà máy, đây là siêu từ nhà máy nha. Gia đình mình đem về bóc giùm Khanh. Đây các cái siêu từ nhà máy nè. Rồi. Mình qua đến cửa cốp sau. Đây là cốp sau của xe. Đây các siêu từ nhà máy gia đình mình đem về bóc giùm Khanh nha, xe này còn nhiều siêu quá. Đây các cái siêu còn nữa nè. Rồi, bánh xe cua chưa chạm đất. Gai còn nguyên. Bộ đồ nghề chưa hạ lần nào, chưa xoay lần nào. Mình coi các cái chi tiết cửa. Đây. Đây là các cái chi tiết ron chỉ của phần cốp sau. Rồi, gia đình mình coi các cái chi tiết ron chỉ của cửa sau. Khanh muốn gia đình mình coi thật kỹ. Để nhiều khi gia đình mình thấy một chiếc xe nó mới quá, nghĩ chiếc xe này chắc nó bị ngập nước hoặc là chắc nó bị lật hay gì đó. Chứ đâu có ai tự nhiên đi bán chiếc xe mới như vậy. Đó là những cái câu mà Khanh thường thấy anh chị mình comment vào. Muốn biết hay không thì mình sẽ đến mình sờ thực tế, chứ mình đừng có nghe người này người kia nói. Mỗi chiếc xe thì nó sẽ có độ chất riêng. Các cái chi tiết cửa nè. Mình xem phần cửa, cửa trước giúp giùm Khanh. Đây cửa trước. Rồi, ghế phụ phía trước. Trời ơi, cái ghế nó mới gì đâu luôn á. Rồi, đây ni lông còn nhiều quá, gia đình mình đem về bọc lột ra giúp giùm Khanh nha. Rồi, siêu ni lông trên cái phần màn hình nữa nè. Xe được trang bị là gương hậu tự động chống chói có sẵn. Rồi, các cái siêu trên cần số nè. Đây các cái siêu. Gia đình mình nhìn cái cần số giúp giùm Khanh nha. Đây, một cái cần số mà sử dụng nhiều hay sử dụng ít nè, mình nhìn cái gai đó nè. Đây là con ngựa. Đây là phần tay vịn nè. Phần nội thất của chiếc xe 800km thì gia đình mình nhìn tổng quan giúp giùm Khanh như một chiếc xe đạp thùng. Không khác gì một chiếc xe đạp thùng luôn. Chúng ta sẽ đỡ được rất là nhiều cái chi phí lăn bánh nè. Đối với những anh chị tìm mua xe đã qua sử dụng thì đây là những chiếc xe gọi là rất mới, 99%. Giống như điện thoại mà iPhone mà quảng cáo 99% vậy á. Bây giờ mình sẽ xem lại các cái chi tiết ở phía trong. Đây là phần vô lăng. Chi tiết phần vô lăng lúc nãy Khanh đã giới thiệu rồi. Xe mình lái thì sẽ có các chế độ lái là Drive Mode nè, Eco, Sport, Normal. Về phần màn hình, Khanh chia sẻ lúc ban đầu là màn hình của mình là sẽ xoay theo góc lái. Khi gia đình mình đánh lái qua trái, xoay qua trái. Đánh lái qua phải, xoay qua phải. Đây Khanh giới thiệu nha. Đó, xoay vô lăng nè. Phần màn hình thì sẽ có các tính năng là Android Auto, Apple CarPlay, USB, Bluetooth để mình đưa các ứng dụng vào phía trong màn hình. Và khi mà lái mình có thể sử dụng nhạc Zing MP3 hoặc là YouTube hoặc là bản đồ Google Maps. Và khi mình lái mình chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi. Ok Google. Dẫn đường đến Hyundai Long An. Đang điều hướng đến showroom 3S Hyundai Long An. Đây, đây là địa chỉ của bên Khanh. Rồi. Gia đình mình lái xe chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi. Rất là tiện, rất là an toàn. Phần phía dưới Khanh muốn giới thiệu với gia đình mình. Đây là phần điều hòa. Điều hòa của xe là tự động. Đây. Đây, điều hòa tự động mình có thể đặt cái nhiệt độ theo yêu cầu. Chỗ này còn cái siêu nè, gia đình mình đem về lột giùm Khanh nha. Đây còn cái siêu nè. Rồi phần phía dưới thì xe sẽ được trang bị cho mình là sạc không dây chuẩn QI.
chỉ cần bỏ cái điện thoại lên là nó sẽ sạc. Rồi về các tính năng hỗ trợ khác là cảm biến gốc nè, rồi chế độ đi đèo, tức là mình đổ đèo á, thì nếu anh chị nào sử dụng chiếc xe này mà lái đèo chưa quen thì mình có thể kết hợp với tính năng là hỗ trợ đổ đèo để nó kiểm soát tốc độ, hộp số và phanh nó sẽ tốt hơn thay cho mình nếu mà mình chưa có nhiều kỹ năng. Còn về các chế độ lái thì xe sẽ có chế độ D tự động và chế độ cộng trừ bán tự động. Đối với chiếc xe này, gia đình mua tại chỗ Khanh nếu có nhu cầu nâng cấp lên lẫy số vô lăng hoàn toàn có thể làm được nếu gia đình mình có nhu cầu. Xe được trang bị là 6 túi khí. Với giá bán 710 triệu, gia đình mình cảm thấy chiếc xe này như thế nào? Hoàn toàn có thể hỗ trợ cho gia đình nếu gia đình mình có nhu cầu mua qua ngân hàng. Xe này vẫn hỗ trợ ngân hàng. Một chiếc xe còn bảo hành đi chỉ 800 km sẽ rất là tuyệt vời khi gia đình mình sở hữu chiếc xe này. Thay cho một chiếc xe mới hoàn toàn 100% chúng ta phải đóng tất cả các loại phí và thuế của nhà nước. Đợt này là lên tới 10% rồi, đâu còn 5% nữa. Rồi nếu anh chị em đang theo dõi video của Khanh, nếu cảm thấy hữu ích, nhờ gia đình mình nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất của bên Khanh cập nhật về giá xe mới, giá xe cũ, hướng dẫn sử dụng và tư vấn kỹ thuật xe. Khi gia đình mình mua tại chỗ Khanh, bên Khanh không chỉ bán một chiếc ô tô đơn thuần như tất cả các đại lý khác. Bên Khanh còn mang cả những cái dịch vụ đi cùng với khách hàng trong suốt thời gian sử dụng. Xin chào và xin hẹn gặp lại.